Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng Tintas đưa tin, Nga đang tiếp tục công việc để đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào trực chiến. Nga gọi RS-28 Sarmat là tên lửa uy lực nhất thế giới, được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật tấn công mục tiêu cách xa hàng ngàn dặm, vươn tới châu Âu hoặc Mỹ. Tuy nhiên, quá trình phát triển vũ khí này bị chậm vì một số trục trặc trong thử nghiệm. Tháng 9 năm nay, các chuyên gia vũ khí nói rằng Nga dường như thất bại trong vụ thử mới nhất, tạo ra một hố sâu ở địa điểm phóng. Những bức ảnh vệ tinh do Masa Technologies chụp vào ngày 21 tháng 9 cho thấy một hố rộng khoảng 60 mét tại hầm phóng ở Pelesetsk Cosmodrome thuộc miền Bắc nước Nga. Mỹ và các đồng minh đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga vào thời điểm cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đang bước vào giai đoạn nguy hiểm. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Nga có kho vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, đồng thời cảnh báo phương Tây chớ vượt qua ranh giới để dẫn đến chiến tranh hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, hiện nay theo trang tin châu Âu Euronews.com, châu Âu đang điều chỉnh kế hoạch phòng thủ quân sự với một động thái mạnh mẽ và quyết liệt chưa từng có. Gần 20 quốc gia thành viên EU đã cùng nhau ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường năng lực phòng không và tên lửa. Trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang diễn biến phức tạp, EU nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống phòng thủ hiện đại và mạnh mẽ. Ông Paweł Zalewski, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, lợi thế trên không sẽ quyết định xung đột. Theo báo cáo của Cơ quan Quốc phòng châu Âu, EDA, các quốc gia thành viên đã thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực quốc phòng. Chi tiêu quân sự tăng 30% so với năm 2021, với khoản đầu tư dự kiến 326 tỷ euro trong năm nay, tương đương 1,9% GDP của EU. Đây là một con số ấn tượng cho thấy sự cam kết nghiêm túc của châu lục này trong việc tăng cường an ninh. Trên cơ sở đó, EDA đã xác định 5 lĩnh vực hợp tác quan trọng, đáng chú ý nhất là phòng không và tên lửa với sự tham gia của 18 nước, tiếp theo là tác chiến điện tử 14 nước, đạn dược 17 nước, tàu chiến châu Âu 7 nước, cùng các công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo. Ông Stefano Kont, giám đốc năng lực tại EDA nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề quân sự thuần túy, dự án còn bao gồm những khía cạnh công nghệ và chiến lược như giám sát vệ tinh, phân tích rủi ro, công nghệ truyền thông và phát triển hệ thống cảm biến radar hiện đại. Ngoài mục tiêu quân sự, dự án còn mang lại động lực quan trọng cho nền kinh tế, ông Cohn khẳng định. Đây là động lực lớn cho nền kinh tế, không chỉ đối với các ngành công nghiệp lớn mà còn cho các ngành công nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cho thấy sự đầu tư của EU không chỉ nhằm tăng cường phòng thủ mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế. Chính phủ Ukraine đang mở cuộc điều tra sau khi một số thông tin cho rằng quân đội của nước này đang chiến đấu trên tiền tuyến đã nhận được một lô đạn cối bị hỏng. Thông tin này ban đầu do ông Yuri Butusov, tổng biên tập của trang web tin tức nổi tiếng Sensor.net, tiết lộ. Hồi đầu tháng 11, ông Yuri Butusov cho biết binh sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau đã phàn nàn rằng nhiều quả đạn súng cối cỡ 120mm từ lô hàng mới nhận không phát nổ hoặc không thể bay xa hơn 50m một số quả đạn pháo được cho là phát nổ ngay trong ống cối. Ngay sau thông tin trên, quân đội Ukraine đã ban hành lệnh thu hồi hàng chục nghìn quả đạn từ ít nhất 7 lữ đoàn chiến đấu. Đây là tin xấu với Ukraine khi họ đang cạn kiệt đạn dược để ngăn cản đà tiến nhanh kỷ lục của Nga trên tiền tuyến sau hơn 2 năm xung đột nổ ra. Trong khi nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Kochekov dẫn nguồn tin cho biết, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về hầu hết hoạt động sản xuất chiến tranh, Bộ Công nghiệp Chiến lược cho đến nay chỉ mới chuyển giao 18% đạn cối 120mm theo hợp đồng đã được thanh toán. Tuy nhiên, 10% số đạn được chuyển giao đã bị quân đội từ chối vì chất lượng quá kém để sử dụng trong chiến đấu. Theo ông cốp đạn cối có chất lượng không đáng tin cậy, được sản xuất trong nước, đang làm suy yếu tinh thần của binh sĩ và lãng phí nguồn lực hậu cần khan hiếm. Khi quân đội phải vận chuyển những quả cối kém chất lượng đến binh sĩ, rồi sau đó phải trả lại chúng cho các cơ sở sản xuất. Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ tự lực cánh sinh để giảm phụ thuộc vào phương Tây. Tuy nhiên, đây là một tin xấu cho các nỗ lực của Kiev và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng tấn công và phòng thủ của họ trong tương lai. Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ không còn phản đối nước này sử dụng tổ hợp S-400 mua từ Nga. Washington dường như cũng đề xuất Ankara mua tiêm kích F-35. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasa Guler cho biết trong một cuộc phỏng vấn công bố trong các cuộc gặp gần đây với phía Mỹ, chúng tôi đã bác bỏ những điều họ muốn về hệ thống phòng không S-400. Giới chức Mỹ không còn phản đối vấn đề này nữa. Bộ trưởng Guler nói rằng cơ sở hạ tầng và trận địa đã được chuẩn bị sẵn, cho phép các tổ hợp S-400 di chuyển đến ngay khi có lệnh. Ông nói thêm, toàn bộ quá trình triển khai và chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu sẽ chỉ mất tối đa 12 tiếng. Ông Guler khẳng định, Washington cũng đã thay đổi quan điểm về bán tiêm kích F-35A cho Ankara. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Mỹ đã chế tạo 6 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng từ chối bàn giao. Họ đã thay đổi quan điểm và tuyên bố có thể chuyển hàng sau khi nhìn thấy chúng ta phát triển tiêm kích KAN. Chúng tôi đã gửi lại đề xuất mua phi cơ F-35. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Trở lại vào tháng 7 năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 sau khi bắt đầu nhận các thành phần của hệ thống S-400 từ Nga. Mỹ đã sử dụng chương trình F-35 làm đòn bẩy gây ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm buộc nước này tuân thủ chính sách mở rộng hơn của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc hạn chế doanh thu vũ khí chảy vào lĩnh vực quốc phòng của Nga. Dù chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng bóng gió về khả năng mua các máy bay chiến đấu của Nga như Su-35 hay Su-57, nhưng tính thực tế của lựa chọn này vẫn còn là dấu hỏi. Tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO, sự tích hợp sâu vào các cấu trúc quân sự phương Tây, cùng sự phụ thuộc lớn vào phương Tây về chuyển giao công nghệ, thương mại, chính trị và hỗ trợ quân sự, tất cả đều đặt ra rào cản đáng kể. Sau khi đàm phán với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ dường như chuyển trọng tâm từ việc mua tiêm kích F-16 cũ hơn sang ưu tiên kinh phí cho việc mua tiêm kích tàng hình F-35, do F-35 có ít hạn chế về xuất khẩu hơn. Theo báo Kathimerin của Hy Lạp, vào mùa hè năm nay, Mỹ đã đưa ra một đề xuất cụ thể để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi xoay quanh việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Đề xuất này sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ giữ tên lửa S-400 trên lãnh thổ nước này, nhưng thực tế là chuyển giao quyền kiểm soát cho Mỹ. Mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nếu phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân chiến thuật, Moscow có thể xem việc chuyển giao này tương đương với một cuộc tấn công vào Nga và là cơ sở cho một đáp trả hạt nhân. Tuần trước, báo New York Times đưa tin một số quan chức phương Tây gợi lên rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Kiev, mặc dù có nhiều lo ngại cho rằng động thái này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Viết trên Telegram, ông Medvedev cho rằng giới chính trị và truyền thông Mỹ đang có sự thảo luận nghiêm túc về hậu quả của việc chuyển giao loại vũ khí hủy diệt cho Kiev. Cựu Thủ tướng Nga nhấn mạnh, việc chuyển giao thực tế của các loại vũ khí này có thể được xem là sự đã rồi về một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta. Dẫn học thuyết hạt nhân mới được Nga cập nhật. Ngoài ra, theo New York Times, một số quan chức thậm chí còn đưa ra lựa chọn rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trả lại cho Ukraine số vũ khí hạt nhân thủ tướng nước này sau khi Liên Xô sụp đổ, đồng thời nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ khó khăn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật trong thế giới hiện đại không khó, nhưng vẫn chưa rõ Ukraine có đủ khả năng làm được điều này hay không. Ông Putin cũng gọi những thông tin cho rằng Ukraine có thể sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật là một hành động khiêu khích khác. Tổng thống Putin lưu ý, bất kỳ bước đi nào hướng tới việc tạo ra vũ khí hạt nhân chiến thuật từ phía Ukraine sẽ gặp phải phản ứng thích hợp. Nga sẽ không cho phép tạo ra vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ theo dõi xem có nước nào ở phương Tây muốn chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine hay không. Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga hiện đại hơn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ. Không chỉ vậy, ông nhấn mạnh rằng vũ khí được chế tạo là để sử dụng. Ông cũng cảnh báo rằng nếu binh sĩ NATO được gửi tới Ukraine, điều đó có khả năng dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mặc dù có những tuyên bố xem nhẹ cảnh báo của Nga, trên thực tế, Mỹ vẫn cảnh giác về rủi ro gia tăng xung đột Ukraine thành chiến tranh hạt nhân diện rộng. Mới hồi tháng 8 năm 2024, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, John Kirby, được cho là đã tuyên bố rằng họ luôn quan ngại về khả năng xung đột Ukraine lan rộng ra khắp châu Âu. Vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ Thủ tướng Anh của bà Truss, giới chức Anh thậm chí còn kiểm tra bản đồ thời tiết và chuẩn bị cho tình huống nước Anh chìm trước phóng ra hạt nhân. Phương Tây luôn hồi hộp phán đoán những ý nghĩ thực sự trong đầu Tổng thống Nga Putin. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố gần đây, các kíp xe thuộc lữ đoàn 82 Ukraine đều khẳng định xe tăng Challenger 2 đã thể hiện hiệu suất ấn tượng và khiến họ ngưỡng mộ. Đồng thời cũng nói rằng xe tăng Challenger 2 sở hữu hỏa lực chính xác và khả năng sống sót cao, còn dòng Abrams nhỏ và chật trội. Theo đó, anh Oleksandr trưởng xe thuộc lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine, đơn vị vận hành xe tăng Challenger 2 và đang tham chiến ở mặt trận Kursk cho biết, một trong những điểm mạnh của Challenger 2 là hỏa lực chính xác. Đồng quan điểm, anh Stanislav, binh sĩ nạp đạn, cũng ca ngợi hệ thống điều khiển hỏa lực của Challenger 2. Cụ thể anh nói, giả sử hai xe tăng đối phương cùng xuất hiện ở cách xa 1,8 và 2,3 km, cụm đo xa laser sẽ tính toán khoảng cách đến hai xe tăng và lưu dữ liệu trong máy tính. Pháo thủ chỉ cần nhấn một nút để chuyển đổi giữa hai mục tiêu tùy thuộc quyết định giao chiến của trưởng xe. Hai binh sĩ Ukraine sau đó cũng tiết lộ rằng, một xe Challenger 2 từng sống sót sau khi chúng quả đạn nổ mạnh trong loạt rocket của trực thăng Nga. Đầu đạn xuyên sâu tới 720mm, song kíp lái bên trong vẫn an toàn, xe tăng vẫn có thể di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ. Anh Oleksandr nói thêm rằng, chiếc Challenger 2 bị hỏng nặng, nhưng vẫn lết về địa điểm an toàn, được sửa chữa và trở lại chiến đấu sau đó. Anh Oleksandr cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân đối với mẫu M1A1SAS Abrams do Mỹ viện trợ, nhận định nó kém tiện nghi hơn các mẫu xe tăng khác và gây cảm giác gò bó. Xe tăng Abrams cũng từng nhận được những đánh giá trái chiều từ binh sĩ Ukraine, đặc biệt là những người trực tiếp vận hành chúng trên tiền tuyến. Một số bày tỏ quan ngại về vỏ giáp, cho rằng nó không đủ khả năng chống chịu các vũ khí hiện đại. Các binh sĩ Ukraine tham gia khóa huấn luyện lái Abrams ở Đức hồi đầu năm cũng cho biết, mẫu xe tăng này đôi khi bắn trượt mục tiêu. Họ cũng nêu một số vấn đề kỹ thuật, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả thực chiến của dòng xe tăng chủ lực do Mỹ sản xuất. Về Challenger 2, đây là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của Anh, được công ty Vicker Defense System, nay là BAE System Land and Armament thiết kế và chế tạo. Challenger 2 phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998. Cùng với hỏa lực pháo chính 120mm chuẩn NATO và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, danh tiếng của Challenger 2 chính là việc nó đã tham gia nhiều trận chiến lớn của liên quân tại Trung Đông, đặc biệt là trong chiến tranh vùng vịnh. Bên cạnh khả năng chiến đấu mạnh mẽ, để có được khả năng sống sót cao, là hệ thống giáp phức hợp đặc biệt cho Abraham thế hệ thứ 2 với tên gọi Dorchester. Lớp giáp phức hợp này được cấu tạo từ các lớp thép, gốm chịu nhiệt và các lớp hợp kim ghép lại với nhau. Giáp Chobham có khả năng vô hiệu hóa các loại đạn lõm, tên lửa chống tăng bằng kết cấu tổ ong, làm luồng xuyên bị mất năng lượng và bị triệt tiêu. Đối với các loại đạn xuyên dưới cỡ, lợi dụng tính vô định hình của gốm và sự phân kỳ giữa các lớp vật liệu bên trong kết cấu giáp Chobham khiến thanh xuyên bị gãy, mất khả năng xuyên phá động năng. Được biết, anh đã tặng 14 chiếc Challenger 2 cho Ukraine trong năm 2023. Việc anh cung cấp xe tăng Challenger 2 cũng đã mở đường cho các đồng minh có động thái tương tự. Như Mỹ cung cấp xe tăng Abrams và một số nước gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.